Avezac. Hàng nghìn bài giảng miễn phí liên tục cập nhật và đổi mới. Vào thư viện app, tải ngay Avezac. Xin chào tất cả con học sinh yêu quý. Hôm nay cô và con cùng nhau đi tìm hiểu nội dung bài số 7, định lý Pythagore. Các con quan sát lên bảng này, cô có một số câu hỏi như sau. Nêu định nghĩa tam giác vuông và nêu cách gọi tên các cạnh của tam giác vuông. Ở trên này, bảng của cô có hình ảnh về một tam giác vuông như sau. Đây, đây là một tam giác vuông này, cô ký hiệu A, B và C. Vuông góc ở đây, được chưa nào? Một tam giác vuông là một tam giác được định nghĩa là nó có một góc vuông. Và ở đây cô có góc A vuông này. Thì khi đó các bạn nhớ lại cho cô nhé, cạnh AB và cạnh AC, người ta sẽ gọi nó là cạnh gì nhỉ? AB và AC kề góc vuông, nên người ta sẽ gọi là cạnh góc vuông. Được chưa nào? Và cạnh BC là cạnh dài nhất, người ta sẽ gọi là cạnh huyền. Cô có hai cạnh kề góc vuông, gọi là hai cạnh góc vuông. Cạnh còn lại thì được gọi là cạnh huyền. Chúng ta cùng đi tìm hiểu định lý Pythagore. Định lý này nói về mối liên hệ giữa hai cạnh góc vuông và cạnh huyền của tam giác vuông. Và cụ thể như sau, các bạn quan sát lên bảng nhé. Cùng thực hiện cho cô hỏi chấm 1 như sau. Vẽ tam giác vuông với hai cạnh góc vuông có độ dài là 3cm và 4cm. Ở đây cô sẽ có hình ảnh vẽ như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ một cạnh bằng 4cm trước này, được chưa? 4cm. Tiếp theo cô dựng một cạnh còn lại là bằng 3cm. Đặt thước làm sao cho vuông góc với cạnh đã cho cạnh mình vừa vẽ, được chưa nào? Cô được một cạnh 3cm. Ký hiệu góc vuông ở đây nhá, góc vuông. Nối hai đỉnh còn lại thì ta được tam giác ABC có độ dài cạnh AB bằng 3, BC bằng 4 và tam giác này vuông tại B. Được chưa nào? Cô có câu hỏi như sau. Các bạn dùng thước đo độ dài cạnh huyền rồi so sánh với bình phương độ dài cạnh huyền. So sánh bình phương độ dài cạnh huyền với tổng các bình phương độ dài hai cạnh góc vuông. Được chưa? Đầu tiên cô đi đo cạnh huyền AC nhá. Cạnh huyền AC. Các bạn quan sát cho cô thước thẳng này. Bằng 5, đúng không nào? Cô có AC bằng 5cm. Đo độ dài cạnh huyền AC bằng 5. Người ta yêu cầu so sánh này, bình phương độ dài cạnh huyền. Cô sẽ đi tính bình phương độ dài cạnh huyền nhé. Bình phương độ dài cạnh huyền là AC bình phương. Thì chúng ta sẽ đi lấy AC ở đây bằng 5. Cô sẽ lấy được 5 bình phương, được chưa nào? Và kết quả là 25. Tiếp theo người ta nói là so sánh với tổng, vậy thì cô sẽ đi tính tổng các bình phương độ dài hai cạnh góc vuông, được chưa? Cô đi tính này. Ở đây cô có tổng các bình phương độ dài hai cạnh góc vuông sẽ là AB bình phương cộng AC bình phương. Cô đi thay số thì sẽ được là bằng 3 bình phương cộng 4 bình phương. Và kết quả của cô là bằng 9 cộng 16 và bằng 25. Vậy thì các bạn có thể nhận xét cho cô được là AC bình phương bằng 25, AB bình phương cộng BC bình phương cũng bằng 25, đúng không nào? Vậy thì chúng ta có kết luận gì về mối liên hệ giữa cạnh huyền và cạnh góc vuông? Đó, các bạn chuyển sang phần nhận xét. Qua hỏi 1 vừa xong thì chúng ta có một cái nhận xét như sau. Đó chính là bình phương độ dài cạnh huyền thì bằng tổng bình phương độ dài hai cạnh góc vuông. Cụ thể như sau, các bạn quan sát cho cô hình vẽ như sau này. Cô có một tam giác vuông như thế này, ký hiệu vuông này. Cô có hai cạnh góc vuông lần lượt là A và B. Cô ký hiệu độ dài của hai cạnh góc vuông. Độ dài của cạnh huyền thì cô ký hiệu là C. Nhớ cô C là cạnh dài nhất nhé. A và B là độ dài của hai cạnh kề góc vuông, được chưa nào? Vậy thì cái nhận xét như kia thì cô sẽ có ký hiệu toán học như sau. Đó chính là C bình phương thì bằng A bình phương cộng với B bình phương, được chưa nào? Tức là bình phương độ dài cạnh huyền ở trong tam giác vuông thì nó là cạnh dài nhất. Các bạn quan sát như vậy này. Bình phương
độ dài cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông. Tổng bình phương hai cạnh góc vuông, được chưa nào? Vậy thì còn có cách nào để rút ra cái nhận xét này hay không? Thì chúng ta chuyển qua phần tiếp theo. Các bạn tiếp tục theo dõi câu hỏi chấm 2 như sau. Lấy giấy trắng cắt thành 8 tam giác vuông. Một tờ giấy trắng cắt thành 8 tam giác vuông bằng nhau. Trong đó mỗi tam giác vuông đó thì ta gọi độ dài của hai cạnh góc vuông lần lượt là A và B, và độ dài của cạnh huyền là C. Ở trên hình của cô thì cô sẽ có như sau. Ở đây cô có một tờ giấy trắng và cắt thành 8 tam giác vuông bằng nhau. Đây, được chưa nào? Và lần lượt cô ký hiệu độ dài của các cạnh góc vuông là A và B, được chưa? A và B. Tam giác nào cũng như nhau và bằng nhau. Cạnh huyền thì là C. Các bạn cùng thực hiện cho cô hỏi chấm 2 hướng dẫn như sau nhá. Cắt hai hình vuông. Cắt hai hình vuông có cạnh là bằng A cộng B. Được chưa nào? Và lúc đó cô sẽ đi đặt bốn tam giác vuông này lên cái tấm bìa thứ nhất. Tấm bìa mà hình vuông có cạnh A bằng B này, được chưa nào? Bước tiếp theo là cô đi đặt bốn tam giác vuông còn lại lên tấm bìa hình vuông thứ hai. Thì cô sẽ được hình ảnh như sau. Các bạn quan sát cho cô nhé. Đây. Đây chưa? Khi mà cô đặt bốn cái tấm bìa hình vuông lên cái hình vuông thứ nhất thì cô có được một cái hình ảnh như sau. Và trường hợp thứ hai thì cô đặt bốn cái tam giác nhỏ lên thì cô sẽ được như sau. Và yêu cầu của chúng ta là tính và so sánh cái phần diện tích màu xanh còn lại ở trên hình. Diện tích phần màu xanh. Bên này sẽ là phần diện tích màu xanh, được chưa nào? Thì qua đo đạc và tính toán thì các bạn có tính toán thì các bạn giúp cho cô được cái nhận xét về mối quan hệ giữa ba cạnh của tam giác vuông. Ở đây các bạn quan sát cho cô nhé. Ở đây cô có bốn cái mảnh tam giác vuông này, cạnh hai cạnh góc vuông là A và B, đúng không nào? Cạnh huyền của cô ở đây cô sẽ có là cạnh huyền C, đúng không? Ở đây cô cũng có là C. Cạnh này C. Và cái phần màu xanh ở giữa của cô chính là hình vuông có độ dài cạnh một cạnh bằng C, đúng không nào? Thì cô có diện tích của phần màu xanh đó chính là C bình phương, được chưa? Và bên hình bên này thì cô sẽ có phần diện tích. Khi mà cô ghép lại thì độ dài của cái cạnh, cái tấm bìa hình vuông này, đúng không nào? Nó là A, thì cái phần này của cô, phần màu xanh thứ nhất, cô có diện tích là A bình phương. Phần màu xanh thứ hai này cô cũng có diện tích là bằng B bình phương, vì độ dài một cạnh là bằng B bình phương, được chưa nào? Và đây qua đo đạc và ghép hình thì chúng ta sẽ có được cái mối quan hệ về ba cạnh của tam giác vuông. Đó chính là C bình phương thì bằng A bình cộng B bình, được chưa nào? Mối quan hệ về độ dài ba cạnh của tam giác vuông đó cũng chính là cái nội dung nhận xét vừa nãy, đúng không nào? Đó chính là bình phương độ dài cạnh huyền thì bằng tổng các bình phương độ dài hai cạnh góc vuông. Và nội dung nhận xét đó cũng chính là nội dung của định lý Pythagore thuận, được chưa nào? Định lý Pythagore thuận nêu ra như sau. Trong một tam giác vuông, bình phương của cạnh huyền bằng tổng bình phương của hai cạnh góc vuông. Và cô dùng giả thiết kết luận ký hiệu lại cái định lý này như sau. Đó là cô có một cái tam giác vuông ABC, ở đây vuông tại A. Thì kết luận của cô đó là bình phương cạnh huyền, ở đây là bình phương cạnh BC, bằng AB bình cộng với AC bình, được chưa? Các bạn lưu ý cho cô có một lưu ý như sau. Ở đây cô không nói dài là bình phương của cạnh huyền, đúng nào? Bình phương cạnh huyền thì sau này người ta sẽ không dùng đến, là nếu như nói đúng và chuẩn thì nó phải là bình phương của độ dài cạnh huyền bằng tổng các bình phương của độ dài hai cạnh góc vuông. Và sau này người ta rút ngắn thành, người ta không nói là bình phương của độ dài của một đoạn thẳng nữa, mà người ta chỉ nói luôn là bình phương của đoạn thẳng đó. Ở đây ví dụ như là bình phương của cạnh huyền, được chưa? Nếu nói như lúc trước thì chúng ta sẽ nói là bình phương của độ dài cạnh huyền, thiếu chữ độ dài ở đây, được chưa? Chúng ta sẽ rút ngắn đi là bình phương của cạnh huyền thôi, được chưa nào? Các bạn quan sát lại cô nhé, hình ảnh về tam giác vuông này. Khi người ta ký hiệu hai cạnh góc vuông lần lượt là A nhỏ và B nhỏ, hai cạnh góc vuông. Hai cạnh góc vuông là hai cạnh kề góc vuông, kề góc vuông, được chưa? Góc vuông ở đâu thì hai cái cạnh mà tạo thành góc vuông đó chính là hai cạnh góc vuông, được chưa? Và cạnh còn lại sẽ là cạnh huyền. Hoặc các bạn có thể nhận biết cạnh huyền bằng cách là cạnh dài nhất ở trong tam giác vuông,
Được chưa? Và định lý Pythagore thuận nó sẽ nói là C bình phương bằng A bình phương cộng B bình phương. Chúng ta sẽ áp dụng phần kiến thức này để làm cho cô một hỏi sau. Tính độ dài x trên hình vẽ sau. Hỏi chấm 3 này. Cô có hình ảnh như sau. Cho tam giác DEF vuông tại D. Và ở đây cô có DE bằng 1, DF bằng 1, yêu cầu tính x, được chưa? Vậy thì chúng ta có thể áp dụng ngay định lý Pythagore thuận, được chưa nào? Ở đây cô sẽ trình bày nhé. Áp dụng định lý Pythagore thuận. Trong tam giác vuông. Trong tam giác DEF vuông tại D. Thì ta sẽ có điều sau. Bình phương cạnh huyền, cạnh huyền là cạnh dài nhất ở đây, đó chính là EF bình phương bằng tổng tức là phép cộng này, bình phương của hai cạnh góc vuông. Ở đây cô sẽ có là DE bình phương cộng với DF bình phương. Các bạn tiến hành thay số nhá. Thay số. EF ở trên hình người ta ký hiệu là x, được chưa nào? X bình phương thì bằng DE bình phương là 1 bình phương. DF cũng là 1 bình phương. Cô sẽ tính được là 1 bình phương được 1. 1 cộng 1 thì bằng 2. X bình phương bằng 2 thì cô sẽ suy ra được là x bằng căn 2. Hoặc là trừ căn 2, đúng nào? Giải đại số thì chúng ta sẽ ra được trừ căn 2, nhưng ở đây là độ dài đoạn thẳng, vì vậy chúng ta sẽ không lấy giá trị âm, được chưa các bạn? Vậy chúng ta sẽ kết luận được là x bằng căn 2. Ở đề bài người ta không cho đơn vị là cm hay là dm, vì vậy chúng ta chỉ để là số thôi, được chưa các bạn? Các bạn quan sát hình ảnh ở câu B như sau. Câu B cô có tam giác ABC vuông tại B, được chưa nào? AB có độ dài là x và BC có độ dài là 8, AC có độ dài là 10, được chưa? Người ta yêu cầu là tính x, tìm độ dài x, đúng không? Ở đây x là độ dài của cạnh gì nhỉ? Các bạn phân biệt cho cô nhá. X ở đây chính là độ dài của AB, mà AB nó là cạnh kề góc vuông. Vì vậy đó chính là cạnh góc vuông. Chúng ta đi tính cạnh góc vuông. Cô áp dụng định lý Pythagore, được chưa? Cô giáo trình bày xong phần đây. Sẽ là áp dụng định lý Pythagore. Pythagore thuận. Trong tam giác vuông. Trong tam giác ABC. Vuông tại B. Ta sẽ có được là bình phương độ dài cạnh huyền. Ở đây cạnh huyền là cạnh dài nhất, chính là AC, được chưa nào? AC bình phương sẽ bằng tổng bình phương độ dài hai cạnh góc vuông. Hai cạnh góc vuông của cô nó là AB vuông tại B mà, thì nó sẽ là AB bình phương cộng với BC bình phương. Chúng ta cũng tiến hành thay số. Thay số thì ta sẽ được là AC bình phương ở đề bài cho là 10 bình phương thì sẽ bằng AB bình phương đề bài cho là x. Cô thay AB bằng x, được chưa nào? X bình phương cộng với BC là cho bằng 8 bình phương. Chúng ta sẽ đi tính. Chúng ta sẽ có là 10 bình phương thì bằng 100, sẽ bằng x bình phương cộng với 8 bình là 64. Từ đây cô suy ra được là x bình phương sẽ bằng 100 trừ đi 64. Tức là x bình phương sẽ bằng 36. Cô sẽ tính được là bao nhiêu nhỉ? Số là bình phương thì bằng 36. Đó chính là 6 hoặc là trừ 6. Vì là độ dài nên chúng ta sẽ không lấy giá trị âm, chúng ta chỉ lấy giá trị là x bằng 6, được chưa nào? Thông qua hai phần A và phần B của hỏi chấm 3 thì cô có một cái nhận xét như sau.
Đó chính là khi mà chúng ta biết được độ dài hai cạnh trong một tam giác vuông thì chúng ta hoàn toàn có thể tính được độ dài cạnh còn lại. Ở câu A chúng ta tính được độ dài cạnh huyền, ở câu B chúng ta tính được độ dài cạnh góc vuông, được chưa nào? Trong một tam giác vuông khi biết độ dài hai cạnh, ta sẽ tính được độ dài cạnh còn lại. Câu hỏi đặt ra đó chính là trong một tam giác nếu như biết rằng là bình phương độ dài của một cạnh bằng tổng các bình phương độ dài hai cạnh kia thì tam giác đó có vuông hay không? Đó chính là câu hỏi ngược của định lý Pythagore, được chưa nào? Ở đây tóm tắt lại cái câu hỏi này bằng ký hiệu toán học thì cô sẽ có như sau. Tam giác ABC như thế này, nếu như cô có là bình phương của cạnh BC bằng AB bình cộng với AC bình thì liệu rằng chúng ta có thể suy ra được tam giác ABC vuông hay không? Được chưa nào? Chúng ta sẽ chuyển qua phần tiếp theo. Các bạn cùng thực hành vẽ cho cô một tam giác như sau. Vẽ tam giác ABC có AB bằng 3, AC bằng 4 và BC bằng 5. Được chưa nào? Sau đó người ta yêu cầu là tính và so sánh. Tính và so sánh AB bình và BC bình và AB bình cộng với AC bình. Thì ở đây chúng ta phần tính và so sánh này thì chúng ta hoàn toàn có thể tính được, đúng không nào? Và cũng có thể dùng được kết quả ở câu trước. Bởi vì BC bình câu trước cũng có này, 5 bình phương, đúng không? Các bạn tính nhanh ở đây, cô sẽ tính nhanh nhá, chưa cần vẽ hình, mình tính được này, 5 bình phương và bằng 25, đúng không nào? AB bình cô sẽ có là bằng 3 bình phương cộng với 4 bình phương. Kết quả đây là 9 cộng với 16 và nó cũng là 25. Được chưa? 25. Vậy cô sẽ có một cái kết luận như sau, là bằng luôn rồi. Được chưa nào? Chúng ta cùng thực hành vẽ nhé. Vẽ tam giác ABC có độ dài cạnh bằng 3, bằng 4 và bằng 5. Cô có một tam giác đây, độ dài là 3, 4 và 5. Được chưa nào? Chúng ta đã tính và so sánh được rằng là BC bình thì bằng AB bình cộng với AC bình. Câu hỏi tiếp theo là dùng thước đo góc để xác định rằng số đo của góc BAC. Được chưa? Ở trên bảng bằng mắt thường các bạn có thể trực quan dự đoán được số đo của góc, đúng không? BAC. Ở đây cô ký hiệu vào AB bằng 3, ABC như thế này. Bằng mắt thường các bạn có dự đoán được là tam giác ABC số đo bao nhiêu không? Cô sẽ dùng thước đo góc để đo nhé. Được chưa nào? Đặt này. Được chưa? Đó, nó xấp xỉ 90 độ. Quá một chút. Được chưa? Tức là góc khi mà chúng ta đo này. Cách đặt thước ở bài lớp 6 các bạn được hướng dẫn rồi, đúng không nào? Thì cô sẽ có ở đây, vạch đây 90 độ đây, được chưa? Thì chúng ta sẽ có số đo của góc BAC là bằng 90 độ, được chưa? Vậy thì câu hỏi đặt ra ở phần trước đó chính là khi mà một tam giác có bình phương độ dài một cạnh bằng tổng bình phương độ dài hai cạnh còn lại thì tam giác đó có phải là tam giác vuông hay không? Thì chúng ta đã được trả lời qua phần hỏi 4 này, đúng không nào? Chúng ta khẳng định được góc BAC bằng 90 độ và chúng ta cũng kết luận được tam giác ABC vuông tại A, đúng không nào? Vậy thì một tam giác có mối liên hệ như thế nào về các cạnh thì chúng ta sẽ suy ra được tam giác đó là tam giác vuông. Đó chính là nội dung của phần tiếp theo. Định lý Pythagore đảo. Nội dung như sau. Nếu như một cạnh của tam giác có bình phương, nếu như một tam giác mà có bình phương của một cạnh bằng tổng các bình phương của hai cạnh kia thì tam giác đó là tam giác vuông. Được chưa nào? Trên hình cô có tam giác ABC này. Cô có là BC bình phương. BC bình phương bằng AB bình phương cộng với AC bình phương thì cô sẽ kết luận được rằng là tam giác ABC vuông tại A, được chưa? Và chúng ta có thể áp dụng cái định lý Pythagore đảo này để đi chứng minh một tam giác là tam giác vuông khi biết số đo của ba cạnh, được chưa nào? Khi chúng ta biết số đo của ba cạnh thì chúng ta sẽ áp dụng định lý Pythagore đảo để chứng minh một tam giác là tam giác vuông, được chưa? Cô giáo tóm tắt lại phần kiến thức hôm nay chúng ta đã học nhá. Ở đây cô có tam giác ABC vuông tại A này, được chưa? Phần đầu tiên đó chính là định lý thuận, định lý Pythagore thuận. Nó nói rằng là tam giác ABC vuông tại A thì chúng ta suy ra được bình phương của BC bình phương bằng AB bình cộng với AC bình. Đó là thuận. Định lý Pythagore thuận chúng ta dùng để tính một cạnh của tam giác vuông khi biết độ dài hai cạnh, khi đã biết độ dài hai cạnh trong tam giác vuông đó, được chưa nào? Và phần thứ hai đó chính là định lý đảo.
định lý Pythagore đảo nói rằng là một tam giác có bình phương một cạnh bằng tổng bình phương hai cạnh còn lại, thì chúng ta sẽ suy ra được tam giác đó là tam giác vuông, được chưa? Áp dụng định lý Pythagore đảo để chứng minh một tam giác là tam giác vuông khi biết số đo ba cạnh, được chưa nào? Các bạn cùng quan sát làm cho cô bài tập 55 trong sách giáo khoa trang 131. Yêu cầu là tính chiều cao của bức tường, biết rằng chiều dài của thang là 4m và chân thang thì cách tường 1m, được chưa? Ở đây cái thang ở đây, thang đây, tường thì tường thẳng đứng rồi đúng không nào? Bức tường của các bạn thẳng đứng nhá, thang, kê thang như này, và ký hiệu ở đây là B và đỉnh đây là C. Ở đây là chân của tường thì ký hiệu là A, được chưa? Và tường này, tường so với mặt đất thì đương nhiên là vuông góc. Chúng ta có được tam giác ABC vuông tại A với cạnh AB. Tường cách thang 1m, được chưa? Tường cách chân cái thang này là 1m. Vì vậy cô sẽ có AB bằng 1 và BC bằng 4. Người ta yêu cầu là tính chiều cao của bức tường, tức là đi tính AC, được chưa? Chúng ta sẽ áp dụng định lý Pythagore thuận để làm bài toán này nhá. Chúng ta sẽ trình bày như sau. Áp dụng định lý Pythagore thuận vào hoặc là trong tam giác vuông, trong tam giác ABC vuông tại A. Thì ta sẽ có định lý Pythagore thuận, đó là bình phương cạnh huyền, đúng không nào? Cạnh huyền đây là cạnh dài nhất, các bạn nhìn thấy cô nào, là cạnh BC, được chưa? BC bình phương sẽ bằng tổng, tức là phép cộng này, bình phương của hai cạnh góc vuông, hai cạnh kề với góc vuông, ở đây cô sẽ có là bằng AB bình phương cộng với AC bình phương, được chưa? Chúng ta đi thay số nhá. Thay số. BC là 4 bình phương này. Được chưa? AB thì là 1, cô thay vào đây được 1 bình phương cộng với AC bình. Chúng ta sẽ tính được ở đây là 16 bằng 1 cộng với AC bình phương. Chúng ta sẽ tính được là cô chuyển 1 ra, 16 trừ đi 1 thì bằng AC bình phương. Và lúc này suy ra là AC bình phương thì bằng 15. Và suy ra AC sẽ bằng căn 15. Các bạn nhớ cho cô nhé. Nếu như ở trong toán tìm tính đại số ấy, thì các bạn có thể suy ra được giá trị trừ 15 nữa. Được chưa? Nhưng ở đây là hình học độ dài của một cạnh. Vì vậy nó luôn dương. Chúng ta sẽ không nhận giá trị âm. Và kết luận luôn được ở đây là bằng căn 15. Được chưa nào? Vài nét về nhà toán học Pythagore. Tên của cái định lý mà chúng ta vừa học, được chưa nào? Cô có hình ảnh về nhà bác học Pythagore. Đôi nét thôi. Pythagore thì sinh trưởng trong một gia đình quý tộc ở đảo Samos của Hy Lạp, ven biển Aegea thuộc Địa Trung Hải. Ông sống trong khoảng năm 570 đến 500 trước công nguyên. Một trong những công trình nổi tiếng của ông là hệ thức giữa độ dài của các cạnh trong một tam giác vuông. Đó chính là định lý Pythagore mà chúng ta vừa được học, được chưa nào? Về Pythagore các bạn có thể search ở trên Google thì sẽ có rất nhiều công trình nổi tiếng của ông. Và chúng ta ở lớp 7 chúng ta sẽ được học về cái định lý Pythagore vừa xong, được chưa nào? Xin chào và hẹn gặp lại các con trong những video tiếp theo. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.